Hướng dẫn sử dụng két sắt Philips SBX601. Thì đây, khi mới mua về các bạn sẽ có hai cái chìa khóa gọi là chìa khóa khẩn cấp đó. Thì muốn mở két sắt thì các bạn phải ấn vào cái logo này, cạy cái logo ra và sẽ có một cái ổ khóa đây, cắm chìa khóa vào. Xoay ngược chiều, xoay cùng chiều kim đồng hồ. Sau đó thì xoay tay cầm để mở két. Khi mở được két ra thì các bạn ở bên trong cánh thì có một cái hộp pin. Đấy, các bạn cạy cái lắp pin ra, thay 4 viên pin này. Ở đây mình đã thay sẵn rồi. Đấy, rồi đậy lắp vào. Thì ở đây có hai nút, nút màu đỏ để thêm vân tay và mã số điện tử. Nút màu đen là cài đặt chế độ mở két. Để thêm vân tay có cho két sắt thì các bạn ấn nhả phím màu đỏ. Rồi quay ra, mình sẽ chạm mà bao giờ đèn chuyển màu là mình đã cài được vân tay rồi. Tương tự thế mình cài nhiều vân tay khác nhau. Rồi. Rồi, mỗi ngó nên cài khoảng 5-7 vân tay cho dễ mở. Bao giờ đèn chuyển màu xanh lá cây là mình đã cài thành công. Bây giờ mình sẽ cài ngón trỏ. Rồi, sau khi mà cài cái mã số điện tử xong, cài vân tay xong, mình sẽ tiến hành cài mã số điện tử. Rồi, bây giờ mình sẽ cài sang cái mã là ví dụ là 369 thăng này. 369 thăng này, đó. Mình sẽ cài tiếp thêm một cái mã nữa là 258 chẳng hạn, mình thích cài mã nào được vào đấy. Ấn lại này, 258. Rồi, ok. Đấy. Sau khi mà cài vân tay điện tử xong rồi thì mình sẽ rút cái chìa khóa này ra. Mình đợi một chút cho các tín hiệu đèn này là tối đi này. Mình sẽ tiến hành mở lại này. Quẹt vào này. Đó. Ấn mã số như là 369 thăng. Đấy. Đèn xanh lá cây, chờ một chút rồi. Mình có thể mở được két sắt rồi. Còn muốn thử mở bằng vân tay thì mình sẽ bấm cho vân tay vào. Chờ chút, vân tay của mình nó hơi bị mòn đó, mình nhận rồi đấy. Rồi mình đã mở được vân tay rồi. Khi mà mình muốn chuyển chế độ là mở vừa vân tay vừa điện tử thì mình ấn lên một cái nó sẽ chuyển chế độ mở kép, còn ấn cái lửa thì chế độ mở đơn đó. Thì đấy là cái cách sử dụng cái két sắt Philips SBX601 đó, một cách chi tiết nhất. Rồi còn các bạn muốn xóa toàn bộ vân tay và mật khẩu về cài đặt gốc thì các bạn phải mở két ra này. Bạn ấn giữ phím đỏ. Đấy. Khoảng 5 giây. Đó. Thì nó sẽ đèn xanh hiện lên, nó sẽ reset factory về chế độ của nhà sản xuất. Thì lúc này thì vân tay nào cũng mở được hết. Đó. Đấy. Hoặc là mật khẩu nào bấm mở hết. Đấy là cách reset cái két sắt về chế độ của nhà sản xuất.